Namaste. Xin chào các bạn, mình là Hồng Hà, huấn luyện viên yoga của Livan Sport. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số các bài tập yoga giúp thanh lọc cơ thể, làm sạch hệ tiêu hóa, loại bỏ toàn bộ chất độc và giúp cho khuôn mặt chúng ta tươi trẻ, rạng rỡ hơn, cũng như là hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Vậy chúng ta cùng bắt đầu vào tập nhé. Nào, bây giờ bài tập đầu tiên chúng ta sẽ bước vào bài tập thở. Các bạn hãy ngồi khoanh chân ở trên thảm, ở tư thế thoải mái nhất. Rồi nhẹ nhàng ngửa hai lòng bàn tay đặt lên đầu gối. Từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể, thư giãn gương mặt, thả lỏng đôi bờ vai. Hướng sự chú ý của mình về cột sống, giữ cho cột sống của chúng ta luôn thẳng. Bờ vai và lồng ngực hơi đẩy về phía trước, hóp bụng lại. Hơi thu nhẹ cằm về hõm cổ. Từ từ chúng ta sẽ cùng nhau hít sâu bằng mũi và thở ra bằng miệng 3 lần. Các bạn hãy đưa mọi âu lo và muộn phiền vào hơi thở ra, đẩy hết ra ngoài. Từ từ hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Lần cuối cùng hít vào thật sâu, thở ra, đẩy hết hơi ra ngoài. Rồi nhẹ nhàng chúng ta đưa tay phải của mình lên. Chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện phép hít thở lựa chọn luân phiên mũi. Chúng ta sẽ sử dụng ngón cái và ngón áp út gập ngón trỏ và ngón giữa lại. Nhẹ nhàng đặt ngón tay cái lên cánh mũi bên phải, ngón áp út chúng ta đặt lên cánh mũi bên trái. Nhẹ nhàng chúng ta chặn cánh mũi phải lại. Từ từ trái hít vào một hơi thật sâu, phải thở ra hóp sâu bụng lại. Phải hít vào thật sâu, trái thở ra chậm chậm hóp siết sâu bụng lại, kéo rốn về gần cột sống. Trái hít vào phình căng cơ bụng lên tối đa. Phải thở ra nhẹ nhàng êm hóp siết sâu bụng lại, đẩy hết thán khí ra ngoài cơ thể của mình. Phải hít vào thật sâu, trái thở ra thật chậm. Trái hít vào phình căng bụng. Phải thở ra hóp siết sâu bụng lại. Phải hít vào thật sâu, trái thở ra thật chậm. Cố gắng kéo dài hơi thở ra. Chuẩn bị nín thở lần thứ nhất. Trái hít vào, dùng hai ngón tay chặn hai cánh mũi, nín thở giữ hơi. Tập trung toàn bộ tâm trí của mình hướng vào hơi thở và lồng ngực. Cố gắng kéo dài hơi thở. Nín thở giúp chúng ta tăng cường dung tích phổi, tăng cường quá trình trao đổi chất, làm giảm căng thẳng. Chậm chậm phải thở ra hóp sâu bụng lại. Tiếp tục phải hít vào thật sâu, trái thở ra thật chậm. Trái hít vào phình căng bụng. Phải thở ra hóp sâu bụng lại. Chuẩn bị nín thở lần hai. Phải hít vào một hơi thật sâu, căng căng cơ bụng lên tối đa. Tiếp tục dùng hai ngón tay chặn hai cánh mũi, nín thở giữ hơi. Cảm nhận lồng ngực của mình đang căng tròn như một quả bóng chứa đầy năng lượng.
Cố gắng kéo dài hơi thở và cảm nhận cơ thể của mình đang từ từ nóng dần lên. Hãy thư giãn tâm trí. Chậm chậm trái thở ra, hóp sâu bụng lại. Trái hít vào. Phải thở ra. Tôi nhẹ nhàng đặt tay phải của mình lên đầu gối, ngửa lòng bàn tay. Tiếp tục thư giãn và thả lỏng tâm trí. Tiếp tục thư giãn và thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hãy cảm nhận cơ thể của mình hoàn toàn thư giãn. Cảm nhận hai bên cánh mũi của chúng ta hoàn toàn thông thoáng. Cảm nhận sự cân bằng hai kênh năng lượng âm dương chạy dọc theo cột sống của mình. Và cân bằng cảm xúc. Tiếp tục duy trì hơi hít sâu và thở chậm. Hít vào chậm, thở ra chậm. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tập tư thế ngồi vặn mình. Các bạn hãy ngồi duỗi chân ở trên thảm. Từ từ co chân trái của mình lên, đưa ra ngoài chân phải, đặt ngay lòng bàn chân cạnh đầu gối chân phải. Nhẹ nhàng đưa tay trái của mình ra sau lưng, thẳng với phần hông trái của mình. Hít vào, vươn tay phải lên cao. Thở ra, cài khuỷu tay phải qua đùi chân trái. Rồi, từ từ nào, chúng ta vặn hết người ra sau, thẳng lòng bàn tay trái lên, mắt nhìn qua vai trái hướng ra sau. Cố gắng đẩy căng toàn bộ vùng bụng của mình ra khỏi đùi. Tư thế này giúp chúng ta kích thích hệ tiêu hóa, loại bỏ toàn bộ chất thải, làm sạch hệ tiêu hóa của mình. Hãy giữ ở đây với Hà từ 30 giây đến 1 phút, tùy theo khả năng của các bạn. Chúng ta cùng nhau giữ 5 nhịp thở. 5 4 3 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng hít vào, vươn tay phải lên cao, xoay người về giữa. Thở ra, hạ tay phải xuống, duỗi thẳng chân trái. Chúng ta tiếp tục làm như vậy với bên còn lại. Co chân phải của mình lên, đưa ra ngoài chân trái, tay phải đặt ra sau hông. Hít vào, tay trái vươn lên cao. Thở ra, vặn tay qua đùi, vặn người ra sau, mắt nhìn qua vai phải hướng ra sau. Giữ ở đây cùng với Hà 5 nhịp thở. 5 4 3 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng hít vào, vươn tay trái lên cao, xoay người về giữa. Thở ra, hạ tay xuống, duỗi thẳng chân phải của mình về phía trước. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện hai tư thế cháu úp mặt. Nào, các bạn hãy đi về đầu thảm, đặt hai lòng bàn tay của mình thẳng hàng với vai và ở dưới vai của mình. Rồi từ từ bước chân ra sau để chúng ta đi về tư thế V ngược cháu úp mặt. Nhấn vai xuống, ấn hai gót chân xuống sàn, đẩy đỉnh mông nhô cao, mắt nhìn ngón chân của mình. Rồi từ từ ở đây chúng ta hít vào, đá chân phải lên cao. Cố gắng giữ thẳng hai chân, giữ vai thẳng, đạp căng đầu gối chân phải. Không cần đá chân lên cao quá, chúng ta hãy giữ hai hông thẳng hàng với nhau. Cùng nhau giữ ở đây với Hà 5 nhịp thở đều. 5
4. Tư thế này giúp chúng ta lưu thông máu. 3. 2 ạ. Và 1. Rồi từ từ thở ra, thu chân về vị trí ban đầu. Tiếp tục đổi bên với chân trái của mình. Hít vào, đạp căng chân trái của mình lên. Và giữ ở đây trong 5 nhịp thở đều. 5. Các bạn sẽ cảm nhận được máu đi lên não của mình. 4. Vươn dài vùng cột sống. 3. 2. Và 1. Thở ra, thu chân về lại về ngược. Rồi từ đây, chúng ta tách rộng hai chân bằng vai. Hai lòng bàn chân của mình thẳng hàng với hai lòng bàn tay ạ. Rồi nhẹ nhàng hít vào. Chúng ta đưa tay trái của mình nắm lấy cổ chân phải. Rồi xoay vặn vùng vai, mở vai phải, mắt nhìn qua vai phải hướng lên trần. Hãy giữ ở đây 5 nhịp thở. 5 4. Cố gắng giữ cho hai chân của mình thẳng. 3 2 và 1. Thở ra nhẹ nhàng, thu tay về vị trí ban đầu. Đổi bên, hít vào, tay phải nắm lấy cổ chân trái từ bên ngoài. Xoay vai, mắt nhìn qua vai trái hướng lên trần. Giữ ở đây. 5. Tư thế này giúp chúng ta loại bỏ căng thẳng. 4 3 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng thở ra, thu tay về vị trí ban đầu. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện tư thế chim đại bàng nhé. Mình hãy đặt hai tay lên hông của mình, rồi nhẹ nhàng co chân trái lên. Rồi từ từ, chung nhẹ đầu gối chân phải, đưa chân trái qua đùi chân phải. Hãy khóa chân lại ở đây. Từ từ hít vào, đưa hai tay của mình về phía trước, song song trước mặt. Chân trái của mình ở trên thì tay trái của chúng ta sẽ ở dưới. Rồi, tay trái ở dưới, tay phải ở trên. Rồi, ngoắc hai tay lại, khóa khuỷu tay. Đưa hai khuỷu tay lên cao, băng với vai của mình. Đẩy hông ra sau một chút. Hãy cố gắng giữ thăng bằng ở đây, khóp bụng lại. Tư thế này sẽ giúp chúng ta tăng cường lưu thông máu cho toàn bộ vùng thân dưới, tăng cường khả năng tập trung. Giữ ở đây cùng với Hà 5 nhịp thở đều. 5 4 3 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng tách nhẹ hai chân, đứng thẳng. Tách nhẹ hai tay, thở ra thật nhẹ nhàng. Chúng ta đổi bên với bên còn lại nhé. Đưa chân phải của mình lên, đưa qua chân trái. Rồi tay phải ở phía dưới, tay trái ở trên. Khóa hai khuỷu tay lại. Đẩy mông ra sau, hóp bụng lại. Giữ ở đây 5 nhịp thở đều. 5 4 3 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng thở ra, tách nhẹ hai tay, tách nhẹ hai chân, thả lỏng. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một tư thế rất cơ bản trong yoga, đó là tư thế rắn hổ mang. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế này ở nằm sấp. Các bạn hãy nằm sấp trên thảm, đặt hai lòng bàn tay của mình xuống, duỗi thẳng hai chân, nhẹ nhàng hạ toàn bộ vùng thân của mình xuống dưới thảm. Hai tay chống đặt cạnh ngực, hạ trán chóp mũi chạm thảm, hai chân khép sát. Rồi chúng ta nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, nâng ngực lên, ấn hai lòng bàn tay xuống sàn, mở hai bả vai ra sau, đẩy căng lồng ngực về phía trước, vươn nhẹ cằm lên, mắt chúng ta nhìn chếch một điểm ở phía trước. Thở ra chậm chậm, hàng người xuống, trán chóp mũi chạm thảm. Chúng ta hãy làm liên tục như thế này 6 lần nhé. Tiếp tục lần thứ 2, hít vào, đẩy ngực vươn cằm lên, hai cùi trỏ tay ép chặt vào sườn, đẩy hết lồng ngực về phía trước. Thở ra hạ trán chóp mũi chạm thảm. Lần cuối cùng chúng ta hãy giữ cùng với Hà 5 nhịp thở.
Từ từ hít vào một hơi thật sâu, đẩy ngực lên, vươn căng cằm. Tư thế này giúp chúng ta tăng cường hệ tiêu hóa, giúp giảm mỡ bụng. 5 4 3 2 và 1, thở ra chậm chậm. Hạ người xuống, trán chóp mũi chạm thảm. Thả lỏng hai tay. Tư thế cuối cùng chúng ta thực hiện là tư thế con cá. Các bạn hãy nằm ngửa trên thảm giống như Hà nhé. Nhẹ nhàng chúng ta nhấc mông của mình lên, đưa hai lòng bàn tay của mình xuống dưới thảm. Rồi, hai lòng bàn tay úp, hai khuỷu tay khép chặt vào sườn. Rồi chúng ta nhẹ nhàng ký hai khuỷu tay của mình xuống. Hít vào, nâng ngực lên, thả lỏng đỉnh đầu của mình xuống chạm sàn. Ở đây chúng ta thấy rất rõ là toàn bộ lồng ngực của chúng ta được đẩy căng về phía trước. Hãy nhắm mắt lại để cảm nhận tư thế của mình. Tư thế này giúp chúng ta tăng cường chức năng tuần hoàn và hô hấp, giúp chúng ta đẩy hết toàn bộ khí carbonic và axit lactic ra ngoài cơ thể của mình một cách hiệu quả. Các bạn hãy giữ ở tư thế này từ 30 giây đến 1 phút, tùy theo khả năng của mình. Hãy nhắm mắt lại để cảm nhận, cố gắng hít sâu và thở chậm lại. Giữ cùng với Hà 5 nhịp thở đều. 5 4 3 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng hít vào, nâng ngực lên, thở ra hạ nhẹ hai vai của mình xuống, thả đầu xuống, nâng mông lên, tách nhẹ hai tay rời sàn, ngửa lòng bàn tay, tiếp tục thư giãn ở tư thế này. Như vậy là chúng ta vừa cùng với nhau thực hiện một số các động tác giúp thanh lọc và thải độc toàn bộ cơ thể của mình. Các bạn hãy nhớ luyện tập thường xuyên để giữ cho cơ thể của mình luôn luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên đề sau. Namaste.